chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, trang mạng uy tín trên bán nhà và đất khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An. Gặp lại quý anh chị trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư ngày mới nhiều năng lượng, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hiện tại Biển Xanh đang đứng ở đây thì chính là con đường Trương Tấn Sang quý anh chị nhé. Đường này là đường Trương Tấn Sang, mình chạy thẳng là đi ra chỗ ngay cây xăng Minh Toàn và đường tỉnh lộ 9. Mình ngoặt tay phải chính là con đường rồng lớn hay còn gọi là đường Hàn Quốc, mình chạy thẳng là ra được chợ Mỹ Hạnh Nam, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Nam, đường tỉnh lộ DT824. Khu vực này rất là sung, đông đúc và sầm uất. Và hôm nay thì Biển Xanh xin chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất nằm cách với mặt tiền đường nhựa Trương Tấn Sang này chỉ 100m thôi quý anh chị. Và bây giờ thì xin mời quý anh chị cùng quý nhà đầu tư đi theo Biển Xanh để chúng ta vào tham quan cái vị trí ngày hôm nay Biển Xanh cần giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư nhé. Đường này thì xe tải 5 tấn là chạy vi vu. Và sản phẩm ngoài dân thì đa phần là đường đất đá quý anh chị. Khu vực này là thuộc ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Khu vực dân cư, nhà cửa ở khá là đông đúc rồi. Và cái giá trị bất động sản ở bên xã Mỹ Hạnh Nam thì nó thường có cái giá trị cao hơn so với bên xã Mỹ Hạnh Bắc. Và khu vực này thì dân sinh ở khá là đông. Như trên màn hình quý anh chị mình thấy vị trí của cái sản phẩm ngày hôm nay, nó nằm cách với mặt tiền đường nhựa Trương Tấn Sang chỉ 100m và khu vực này thì rất là đông đúc dân sinh. Vị trí của ngày hôm nay là từ cái mép của cái nhà bên cạnh này, mình đo ngang sang luôn quý anh chị nhé. Tức là ở đây người ta có bó một cái móng để người ta xây phòng trọ là 4m và cái lô này thì nó dài qua bên đây luôn. Từ cái cọc bê tông này là 5m và dài sâu xuống dưới là 22.4. Tổng diện tích trên sổ là 112m2. Đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng quý anh chị nhé. Biển Xanh xin nhắc lại vị trí của lô này là người ta đã bó cho mình sẵn cái móng rồi. Tức là từ cái mép tường của cái nhà bên cạnh mình đo ngang sang là 5m, thì cái móng người ta bó là 4m và người ta chừa bên tay trái là 1m. Tức là người ta tính để làm đường đi. Và cái này là để chủ đất này tính để xây phòng trọ. Cái diện tích của lô này là ngang 5, dài 22.4. Tổng diện tích trên sổ nó là 112m2. Đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng quý anh chị nhé. Và lô này là hướng Tây, mình mua là chỉ việc xây dựng ngay và xây là xây tự do. Và giá của lô này là 1.040.000.000, là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí các kiểu cho chúng ta luôn. Có sẵn luôn cái móng để xây phòng trọ quý anh chị. Vị trí này là đường xe tải 5 tấn, xe hơi 7 chỗ là chạy vi vu, đường là đường thông luôn quý anh chị nhé. Chạy thông ở bên trong là khu dân cư và dân sinh, nhà cửa ở đây thì đã mọc lên khá là nhiều. Và cái vị trí này thì nó khá là mềm so với những cái sản phẩm xung quanh đây, bởi vì xung quanh đây thì người ta đã bán với cái giá là 1.150.000.000 hết rồi. Còn những cái lô, những cái vị trí mà chủ đất họ cần tiền ngọc vốn thì họ sẽ bán với giá rẻ hơn để ra nhanh. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh, thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình, phù hợp với quỹ tài chính của mình, thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh. Số điện thoại 037 730 4018, Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Khu vực này nó rất là gần với bệnh viện Hàn Quốc, chợ Mỹ Hạnh Nam, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Nam, trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2 và gần với nhà thờ giáo xứ Mỹ Hạnh. Quý anh chị nào mà gia đình công giáo mình về đây để mình an cư lập nghiệp, mình ở đây thì cái việc mình đi lễ nhà thờ nhập xứ cũng rất là dễ dàng. Nhà thờ giáo xứ Mỹ Hạnh thì gần ngay ở ngã ba Mỹ Hạnh này thôi quý anh chị. Và giao thông kết nối quanh khu vực này chúng ta di chuyển cũng rất là dễ dàng, kết nối với nhau toàn là đường nhựa. Xung quanh đây thì rất là nhiều các cụm và khu công nghiệp lớn như là Nhị Xuân, Xuyên Á, Hoàng Gia, khu công nghiệp Đức Hòa 3, Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn. Do đó mà một lượng lớn người lao động người ta về đây để sinh sống và làm việc rất là nhiều. Chính vì thế mà nhu cầu về nhà ở tăng lên khá cao. Và nơi đây thì là cái vùng trọng điểm kinh tế kết nối giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy mà cái việc phát triển kinh tế ở nơi đây đang khá là mạnh. Quý anh chị mình về đây để đầu tư sinh lời cũng như an cư lập nghiệp thì đây là một cái điểm dừng chân lý tưởng. Nơi đây giống như là một cục nam châm, thu hút khá là nhiều những nhà đầu tư tên tuổi về đây để đầu tư. Và cái vấn đề hạ tầng giao thông thì được Đảng và Nhà nước rất là quan tâm và chú trọng. Chính vì thế mà nơi đây thì những cái con đường như thế này thì cũng đang dần được đổi mới, nông thôn mới lên thành đường bê tông, đường nhựa quý anh chị nhé.
Quý anh chị và các bạn xem được cái video ngày hôm nay Biển Xanh cung cấp, thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy nhanh tay lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh, số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi và dẫn quý anh chị mình xem đất để mình có thể sở hữu ngay vị trí của lô đất này, đầu tư sinh lời, hoặc quý anh chị có thể là kinh doanh xây phòng trọ cũng được quý anh chị nhé. Nó có sẵn cái móng để xây phòng trọ rồi, cái móng này xây được khoảng 5 phòng thì bên hông người ta có chừa luôn 1 mét để làm đường đi, hoặc là quý anh chị mình có thể xây nhà để ở hoặc là đầu tư thì cái vị trí này nó cũng khá là đẹp, mình mua để dành đó cũng được quý anh chị nhé, bởi vì có sẵn móng rồi mình mua mình để dành, thời gian sau này mình mới bán cũng được. 1 tỷ 040 triệu, cái vị trí này mình sở hữu được đó quý anh chị, bởi vì cái khu vực xã Mỹ Hạnh Nam này giá trị bất động sản nó cao hơn bên, có giá trị hơn bên xã Mỹ Hạnh Bắc. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.